Từ 75-80% ấy. Yên Bonsai xin chào tất cả anh em đam mê bonsai trên cả nước nhé. Vâng, thì buổi sáng ngày hôm nay là Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một cái tác phẩm, nó không phải gọi là tác phẩm vì nó chưa thành phẩm. Anh em gọi là cây đi, một cây xanh Nam Điền. Đấy. Một cái cây, một cái cốt rất là đẹp anh em nhé. Cái cốt này thì rất là già rồi anh em nhé. Thì đây là một cái cây Nam Điền tương đối là sắp hoàn thiện anh em nhé. Để tí nữa tôi sẽ quay cho anh em tổng thể và chi tiết. Cây này đang thuộc sở hữu của Chu Cử ở bên Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội. Đấy. Số điện thoại thì tí nữa là mình ghim luôn ở trên màn hình nhé. Đấy. Ghim luôn cái số điện thoại của chủ cây trên màn hình, anh em thích anh em cứ liên hệ trực tiếp với chú nhé. Thì bây giờ Yên Bonsai sẽ giới thiệu cho anh em là cái kích thước của nó nhé. Chú cầm thước ở đây không? Đo luôn cho anh em mình hỏi dễ hỏi. Sau đó là anh em là ưng, anh em có thể là về trực tiếp cái địa chỉ của nhà chú, anh em mình xem và giao lưu cây với chú. Đây nhá, cái phôi này thì... cái này cốt chậu khá lâu rồi. Đấy, trước là chú ở cái chậu to nhấc ra chặt đi, bây giờ nó ra móng rồng hết rồi này. Đấy. Cây bắt đầu là chảy rồi. Bây giờ tôi sẽ đo cho anh em cái kích thước trước nhé. Đây, cao tầm độ, cả ngọn lên tầm độ 55. 55. Đó. Cứ đo này, đó là xem cái bẹ. Cái bẹ thì to lắm. Không, cái bẹ ngang đi. Ngang, ngang, ngang. Và đo từ chân bẹ này sang chân bẹ khác. Đó. Chân bẹ, chân bẹ. Sát chân bẹ đấy, đấy. Đấy. Từ đầu rễ thôi, từ đầu rễ này. Đó. Sang kia là bao nhiêu đây chứ? Đây. 70. Đây, đó là 70. Đó. Chân bẹ của nó là 70 anh em nhé. Còn vanh thì đo chân bẹ mới đo cái chậu này, anh em nhìn anh em tự hình dung. Chậu này chắc là chậu 90. Chậu 90. Chậu 90 vanh bẹ của nó kín hết rồi. Ngang 68. Rồi. Thì anh em nhé, một cái con này nó khá là côn anh em nhé. Đấy. Cắt giật khá nhiều rồi. Đây. Có những cái lu này anh em ạ. Đây là những cái mầm thở là đang nuôi anh em nhé. Nói chung là muốn cái mầm thở này mà nuôi được lên bằng những cái u này là nuôi được càng nhiều càng tốt anh em ạ. Đấy. Đây là cây này là chất Nam Điền xịn luôn anh em nhé. Bây giờ các bạn thấy những cái nét cắt giật mà lu như này. Cây này là cái chú ấy làm theo cái nối này này. Cây này là ba đầu. Cái chú làm rất nhiều cái con tử ở dưới. Đấy. Tượng trưng như kiểu như con cháu sum xê lọc lá. Cái này cái nét cắt giật của nó tương đối là kỳ công anh em nhé. Đây. Anh em xem cái nét cắt giật này. Đây, cốt lên đây là cắt một phát đây này. Ra đây cắt đúng một khẩu như này. Chỗ này được bao nhiêu? Được khoảng tầm 2 cm mà nó giật này. Sau đó nó giật ra cái tay này. Đọc một cái khúc ngắn này giật 4 5 6 phát liền này. Đấy. Quý cái nét cắt giật anh em ạ. Cây thì độ già cây thì cũng tương đối già anh em ạ. Có những cái mà nó chuyển hết thành màu trắng này. Cây không phải là cứ màu địa y là cây già đâu anh em nhé. Cây già nó phải nhìn với nước da, nước nẻ mà nó chun ra thì cây nó mới bắt đầu kéo rồi anh em nhé. Kéo chun hết rồi. Cái móng rồng này thì trước là chú cô lại cái chậu này thì ra móng rồng này. Nó mới ra được những cái móng rồng này thì nhìn trong cây nó mới hầm hố anh em ạ. Đấy. Cây này bây giờ thì đấy cái nét này hôm qua này nó hơi ngưỡng một tí, nó cũng phải giật đi này. Giật một đây khoảng 1 cm hơn tí bao nhiêu. Giật nhiều. Cây này thì nó tầm giật tầm khoảng 2 phát nữa rồi. À, làm bông tán là chơi rồi anh em nhé. Đấy. Hai lần cả đấy, một cái phôi Nam Điền ngoài tạm thời gọi là cây đấy, khá cồn anh em nhé. Tôi sẽ quay cho anh em mặt sau của nó đây. Những cái mặt này tôi thấy cái mặt này của nó trông còn hầm hố hơn đây. Thấy các bạn ít nữa nó phải sụn ra này, nó nhiều cái sụn như này thì cây nó nhìn nó kinh điển.
Cây cối như trên kênh Yên Bonsai là mình phải chia sẻ thật cho anh em, mình không thổi không chắp vá gì cả, cây có như thế nào quay như thế, chứ không phải cây 40 triệu cây cứ thổi đẹp lên mới phải vài trăm triệu thì nghe nó không hợp lý cho lắm. Đây cái những cái lết lết vặn và những cái tay đòn mà nó to như này, cây này cắt giật cũng khá nhiều anh em, cả là những cái con ở dưới này là không biết là chủ nhân nuôi với ý định là làm thành cái con tử hay là làm cái gì, nhưng mà cây nó nuôi được những cái mầm thở to này sau đó giật đi thì nói chung là càng nuôi được nhiều càng tốt. Những cái sẹo anh em thấy nó mút hết rồi. Còn bây giờ là cây thời là đương đại là anh em thích cái hàng lưu cục như này, cắt giật lưu cục. Nam Điền bây giờ mà cắt giật rụt rịt mà cây thành phẩm mà côn thì giá khá cao anh em nhé. Đấy. Đấy vừa rồi là một cái đây. Quay kỹ chi tiết cho anh em ưng là anh em có thể alo trực tiếp anh em đỡ hỏi. Kích thước có rồi, cái kích thước chậu để anh em nhìn, anh em mua cây quen ấy, thì anh em có thể anh em thợ thì nhìn cây phát là, hoặc nhìn chậu phát là biết ra cái kích thước của thân thôi. Đấy. Đấy, nước nó vào nó lên vàng đồng hết rồi anh em nhé. Đấy, nó mốc trắng tới xịt ít nước vào lên vàng đồng hết rồi. Đấy, vừa rồi là một cái cây Nam Điền anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là cuốn video này tôi sẽ giới thiệu anh em một số cây phôi, một cái số cây nhỏ hơn. Tiếp theo là một cái phôi Nam Điền. Đấy, một phôi Nam Điền băm đá. Đường phôi này thì giá nó cũng hợp lý cho anh em nhé. Đây anh em thì quay chi tiết cho anh em xem, đây là những cái vết đục của nó này. Con này hôm nọ mới đục. Đấy, con này lên là ít nữa cũng chỉ giật đến đây đi thôi bao nhiêu. Thì nó giật đến chỗ đoạn này đi, đây nó côn nó đẹp. Con này là thành cái kiểu là con hai thân nó làm tán nàng nó là đẹp. Chưa có thợ là có quay ra thợ đục vậy. Cái mặt trong này của nó, cái mặt trong này nó bết hơn anh em nhé. Mặt này nó chảy nó bết quến hết với nhau rồi. Mặt kia nó là cái rễ chứ không phải thân đâu. Và thân thì cứ từ đây hất lên. Trước kiểu như cái cành cắt ra nó không bắt đầu nó lui. Nó lâu lắm lắm đấy. À, đây. Lâu lắm. Này là nó đang hơi sát tường, yên bông sai đứng chỉ được thế này anh em nhé. Rồi. Nói chung là mua cây như này là anh em mình, chú có vài cây là muốn giao lưu ấy, thì anh em mình ưng thì anh em có thể alo trực tiếp anh em về xem nhé. Mình muốn cho anh em giao lưu được qua kênh thì anh em mình cũng là một cái rất vinh dự và rất vui. Đây là một cái cây anh em nhé. Tiếp theo là một cái phôi xanh quê. Con này là chuẩn bị là cũng hoàn thiện rồi, bây giờ chỉ làm răm thôi anh em nhé. Nhưng mà cây này là mình tham khảo một chút với anh em. Đây là một cây bám sỉ ngày xưa nhé. Đấy. Tham khảo một chút là cây này anh em mình muốn về chơi nó đẹp hơn một chút, anh em bóc hết những cái phần bóc hết những cái phần rễ này đi. Đây những cái phần này này. Đây cho anh em xem những cái phần này đục bóc bớt đi. Những cái rễ này mình có thể là cắt mình bóc những cái này ra cho cây nó sạch anh em ạ. Đấy. Đấy như tôi thì có cái gì chia sẻ là tôi thấy nó không hợp lý là tôi chia sẻ cho anh em. Đấy, còn mỗi người một kiểu. Nhưng đi quay cây này là không chê cây là không sợ chủ cây mắng đâu. Có gì nói đấy, nói không đúng cái này anh em còn nói còn sợ hơn đấy. Con này bám sỉ anh em nhé, ngày xưa cây này cũng già lắm rồi. Cây này vừa rồi bóc lại. Rồi vừa rồi là cắt đi đây anh em, cái lượt cút này, vừa cắt cút rồi, bây giờ nuôi răm thôi. Nhưng mà
nói chung xử lý qua thôi, còn bây giờ là vào tay anh em thì mỗi anh em là chơi một kiểu, nên là có thể là về mình không thích cái phần nào mình cắt mình bỏ ấy thôi. Đó, đó là một cái phôi xanh quê. Cây này cao khoảng tầm 1 mét anh em nhé, bẻ ngang của nó chắc khoảng tầm 1m2. Đấy. Cây này chắc là giá nó hợp lý. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu anh em thêm một số cái tác phẩm ở sau đấy nhá. Cây nhỏ nhỏ, cái phôi giá hợp lý thôi. Chủ yếu là con video này là giới thiệu anh em là một cái tác phẩm xanh Nam Điền đấy. Con Nam Điền này khá đẹp anh em. Chúc anh em may mắn là sở hữu được cái cây Nam Điền vừa lúc Yên Bonsai đã giới thiệu đầu video nhá. Đấy. Nói vui vẻ thôi nhá. Đây cây này các bạn xem này. Cái nét giật của nó. Cây này khá quái cây nhá. Trước đây này, đây này, một đoạn này nó chùn lên đây giật một phát này, hai phát này, ba phát này, bốn phát, năm phát, độc một cái đoạn ngắn như này mà giật 5 cái liền rồi. Đấy. Đấy, đây là con tự. Để làm thành như này đúng thành cái hiểu hình như hình cái phôi hình con thú đấy nhỉ. Đấy. Đây trước là mình nghĩ trước đây nó là cái cành mà xong rồi là trồng nuôi lên. Cái đường giật là quá căng. Một cái tác phẩm nhỏ nhỏ. Tiếp theo giới thiệu anh em là một cái tác phẩm đề trắng. Cái này thì có thể gọi là tác phẩm rồi. Đây là vừa mới xuống lá, nhưng cái này là để tết cho nó lọc xong cái cành này to một chút là giật cái này răm đấy là làm răm dày thôi. Còn cây này thì cành cút tương đối là xong hết rồi. Con này da vàng khè. Rồi anh em nhé. Cái bệ cái này của nó chứ nó chỉ rơi vào tầm khoảng 23 này. Đấy. Cây rất cồn. Cây này mà để ở cái bàn uống nước hoặc lên cái đôn mà cao cao để anh em ngắm thì chắc là phê thôi rồi. Cái này khoảng bao tiền chứ? Thế này chứ chú mua là 3 triệu giờ thì anh em nào thích thì để lại rồi. Và gọi là 1-200 lọc lá. Thì nói chung là cứ giao đi với anh em là cây này chỉ có 3 triệu rưỡi. Đấy, nói thế. Đấy. Nói chung là mua một cái cây như này thì lúc trước đấy chú ấy không báo hơn hay gì cả. Trước thì mua cái cây mà tầm nó hoàn thiện mà như này rồi thì 3 triệu bạc thì nó cũng khá là hợp lý. Mua lưu cục rồi. Nói chung cây nhìn trong video cũng phần nhưng các anh em mà xem nó ưng thì anh em có thể xem ở ngoài. Cây này thì nói chung là chú không ship thì mua thì mình có thể là gửi giúp cho anh em nhé. Là mình đi quay thì ở đâu mà có địa chỉ mình gửi giúp cho anh em. Đấy, một cái cây đè rất là hay. Hàng rẻ tiền hay đắt tiền nó không quan trọng, quan trọng là hợp nhãn người chơi. Đấy, giá hợp lý là được. Cây xanh lá móng. Cây nhỏ hóa cây nó cực già rồi. Cái này mà anh em cắt giật đi là anh em mình làm hàng mini mà để bàn chơi là khá hay. Đấy. Nhưng mà cây có thể cây nhiều tiền ít tiền nhưng cây này nó rẻ tiền thôi. Còn nếu đắt thì chỉ có cái cây Nam Điền vừa mình quay đấy. Còn đấy thì khá nhiều tiền. Nói chung là giá mình không báo thì tí nữa mình có để số rồi. Địa chỉ với số điện thoại của chú rồi, anh em mà thích thì anh em cứ alo trực tiếp cho chú cử nhá. Đấy là một cái cây xanh quê nho nhỏ. Xanh lá móng, cây khá già, chất thì khá dày đó anh em nhé. Thì đấy là vừa rồi Yên Bonsai giới thiệu anh em một cái tác phẩm cái cây xanh Nam Điền. Hai mặt đều đẹp anh em, hàng lưu biếu. Anh em ưng thì anh em alo trực tiếp cho chú cử nhá. Thì các bạn xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Yên Bonsai. Mong là anh em sẽ có một ngày gần nhất là có bác nào hợp nhãn và giao lưu được cái cây này của bác cử thì mình sẽ làm được một cái cuốn video rất là hay, rất là ý nghĩa cho anh em cùng xem. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.